trình bày và gọi nhớ và này là 20 năm trước có kỷ niệm với anh Khoa hồi còn hát trong Ngàn Khơi thì anh đã làm cái bản này và hồi đó là như là chị Thiên Thanh hát trong Ngàn Khơi thì bản này thật sự ra thì là phải có một cả một dàn orchestra cơ thì nó mới hay xong mà trong cái phương tiện eo hẹp của chúng ta thì chúng ta chỉ có cái bản guitar để đánh chắc cũng tạo được à, cố gắng có cái gì làm cái này. Thưa quý vị, anh Tài Trương sẽ hát hai về hai lời tiếng Việt và lời tiếng Anh. Chập chùng trời vơi trong khúc màn sao.
cảm ơn Minh Khoa đã đặt cái bài này. Bài này như là Diệp nói là một cái loại gọi là art song, không nhé, chứ không phải là một loại nhạc bình thường.